phải học nó toàn diện của tẩu tẩu là phải học chứ đừng có tưởng. Các bạn nhớ năm nào làm cái gì thấy không, cái bên khu xe cũ khu xe là có siêu âm tiên có khoa nội cái khu mà bây giờ đóng cửa nó đòi lại á, nó đóng cửa bên kia đường đẩy bệnh nhân nặng xuống rồi suy tim nữa đẩy xe lăn nữa nó phải cháy, nó cháy căng tinh nó nổ bình ga làm cơm cháy trong khi đi là bốn chạy xuống chạy theo chạy về qua tôi đã lấy được theo nó đổ cái lòng ông bỏ luôn nó cao chạy xuống chạy nó còn nữa nào á ta tôi đi được cái test rồi tôi thử nó đúng không. Tôi nói cậu thì tôi có hai tình huống nó làm cho tôi căng thẳng đó là tôi tính cậu thôi nhưng mà tôi không cậu. Đó là lần đầu tiên tôi làm cho bác sáu danh ở đây chị về di luật rồi tôi là người luật và đó chị đi không biết gì chưa ông không nói gì không có lo không có chuyện đi lại. Lúc đó tôi còn nhớ bốn giờ chiều, lúc đó mắc bệnh lắm, hơn 10 năm. Sau khi siêu âm trong thầy hối, lúc đó tôi đem qua nhớ mời xuống từ trong tôi đi quê siêu âm tâm. Lúc đó bác mới đầu mấy ý, bác một cái bậc, giờ siêu âm không. Mấy này là mới quá, cũng nghi ngờ. Thôi chắc phải thay đổi thôi, nói thầy hối, hiểu. Cái hẹn nói có nhân bây giờ dài ngủ mai 6 giờ lại quay lên cho xe qua đó qua xuân lại coi sẵn 6 giờ sáng rồi tụi cũng nói sẵn mặt chờ là đang tội sức khỏe rồi mất minh xuân cái lần luôn ví dụ thơ năm khó bên chàng ví dụ kẹt đây giờ lên mổ luôn bác sáu dễ hỏi tôi đừng chắc không lỡ rồi kiếm rồi lên mổ đi căng thẳng á thì chưa giờ tôi làm nguyên thủ quốc gia mà hiểu rồi giờ không biết được CD văn tay gì vấn đề tôi học lên mổ rồi tôi nhớ bác sĩ điều đó anh theo bác sĩ viên là bác sĩ Vinh các em bà mổ cũng sợ cái gì ca mổ mà không có gì để tôi đến tôi ra quán cà phê luôn quán cà phê có cây đen nó nổ một cây điện vô cho bà điều dưỡng trưởng phòng mổ mổ cắt ra nói gì mà nói gì nói gì vậy không có anh tại vì là tôi rồng bà điều quá cuối cùng là mổ ra đúng cơ cơ luôn là không nên chạy đi như mình nói luôn đó là cái chỗ đầu tiên chưa xảy ra hỏi nó ăn xong về nó chín được thành trước nên không đường khỏi nó phải nằm ở phía xa đây khi cứ mật cấp do khi trùng sinh ơi etin hay mang rớt hay là sinh ơi vân vân trùng sinh đi thì các bạn biết trong cái mật một đề đó là khí khí bây giờ cho nên khi mình làm cái quan sát à và hôm nay các bạn nghe có cái khí cứ mật cấp cho khi trùng sinh ơi thì bên trong nó là những cô hơi có cái ý tưởng nó trong đầu cái khi mình tìm không được còn như câu hỏi là phải có khả năng là tiêu chí được ra riêng cái mặt cho mình giờ cái này là cái khác nếu là máu là mũ đúng không hoặc là u thì mấy bạn thấy có cái điều tuần hoàn trong lòng thực sự cái này là nó bong tróc niêm mạc cái viên mật cấp nó bong cái lớp niêm mạc bên trong giống như là cái dây điện nó đổ ra mà mảng tường nó đổ ra mà các bạn cứ tưởng tượng nó gọi là slot đó cái gì cái tường nó không lủng nhưng mà như cái mảng vôi đổ rồi nhìn vô cái này là cái gì thật sự mấy bài rất nhiều bài hay vô cùng hay nói 5-7 buổi cũng không hết mà tại những cái bài tôi giảng các bạn mà đa phần là bài của tôi hình của tôi mình tái nghiệm nên mình càng thích thú chúc anh lấy ba các bạn đi
Rõ ràng nhìn trước mặt này thành không bình thường vậy. Nhìn trong lòng có khoảng năm có sỏi, sỏi nằm trong bụng tiểu. Nhìn thành trước mặt này có cảm giác nó đang bị nghẹt, nó muốn bóp, nó muốn tống ra. Đúng không? Đây là hình ảnh sỏi, hình ảnh thành trước mặt, hình ảnh dịch xung quanh trước mặt. Rồi cái sỏi này nó nghẹt rồi, chèn ép lên đây. Mấy bạn nhìn cái hình ảnh này nhớ là nãy tôi nói với bạn nhớ cái mông đây là cái mặt cửa. Nếu đây là cái mặt cửa thì ông phải nhỏ lại động mạch can phải hoặc động mạch can nghiêng. Phía trước động mạch can phải hoặc là động mạch can nghiêng là ống can trung. Thì viên sỏi nó phù này nó đè nó làm giãn ống can trung. Nhớ cái hình rồi thấy không? Cái hình ống can trung cũng ống với mặt đâu. Quay lại hình này cho các bạn nói chút xíu anh. Các bạn cũng thấy tập mình nhìn cái gì mình nhìn một cái xe mô hình thì cái xe nó có bự ra nó cũng phải nằm trong cái mô hình đó nhớ chưa khi cái bạn quen nhìn thấy nhỏ quen được thì cái bự rất là cái tiền quá dầu ra nhưng nó bố cũng thẳng như thế cái thì nhiều bài không nói quá nên mình tự rất thích lại cho mấy bạn nghe người dễ lắm cũng chịu nhận của đây hồi nãy nhớ không đây là những mặt cửa với dạng cái này đây là động mạch can dung hoặc động mạch can nghiêng thì đây là can dung thì chút xíu nữa cái bệnh ảnh bệnh lý là cái viên sỏi nó nằm ở trong tiểu thì nó đè lên chỗ này nó làm cho cái cung tiến đi càng càng quay lại cái hình này này để mình thấy nó rất là rõ nó rất là thuyết phục vô cùng thuyết phục đây đúng không nếu đây xác định đây là tĩnh mạch cửa thì đây là động mạch can trung hoặc động mạch can vi và đây là ống can trung bị chèn ép nên qua cái hình này thấy giờ vùng viên sỏi nằm vùng cổ tiểu tĩnh mạch gây ra là giãn tĩnh mạch trong hoặc là gan có nghĩa là bệnh nhân này viêm tĩnh mạch cấp mà có bàn da vậy đây là tĩnh mạch hội chứng mi vi di nghe bao giờ chưa ai là một cái xét để mà đến đây là hỏi một cái gì nó ghi gì cái chung viết đi hai cái xét là ghi chung hợp chất do sỏi chèn cổ gây ra bàn da do chèn nghe nó ngang chụp những cái gì mà tôi nói về mặt bệnh lý về cái gì mà bạn hiểu bây giờ nó có Google dễ rồi đúng không về xem thử BDG là gì tập hàng bài hôm nay biết bao nhiêu bài tụi em đi tập tụi em về tụi em thấy mở rộng cái gì tôi nói thôi cái gì cũng nói hết thì nói không có lời mấy người khác dậy có buồn ngủ không có dám ngủ không ăn ngu gì không ngủ đi dở thì ngủ không rồi đây một cái ca khác thành tư mật rất là dày có sỏi rồi thì cái này muốn nói gì đó là sự mất liên tục của thành tư mật vì tư mật cấp do sỏi có biến chứng thủng mất liên tục ở ngoài là cái gì nó đổ ra phía ngoài đúng không? Đây là dịch cổ là phía ngoài. Thật ra thì nói ta đây là dịch mật hủ rồi, bùng cái đổ ra rồi. Cái màu trắng trắng là gì? Hả? Cái màu trắng trắng là gì? Ai nói được? Cái
tất cả những cái gì viêm nhiễm cơ thể khi xảy ra một cái tình huống viêm nhiễm thì mình nhìn thấy này, sao khi ông viêm viêm đục thờ thì cái gì nhìn thấy ra hả? Khi đục thờ thì gì? Nó có cái từ là viêm không phải không trú, thì cái gì làm nó không trú hả? Xác là mạch nối, đúng không? Đó là mạch nối. Thì anh ngồi trên trực thần dược tôi cái cái đó trực tối cái lớp cho nó vui, nó buồn, thấy anh còn ngủ á. Rồi, cảm ơn. Hiểu ý không? Mạch nối. Như vậy khi có một cái gì đó mà nó bung ra vậy thì các bạn có hiểu thấy là mạch nối. Một trục thừa viêm tự động mạch máu nó bao lại một chút trục thừa ác của mạch viêm tự động mạch máu nó lên tắt nên cái hình ảnh là ảnh gián tiếp của ra chỉ ra ra là viêm nhiễm, hiểu chưa? Nên các bạn vui lòng là mình phải lý luận, mình phải thấy mềm mặt nối có gì mới cài đi tắt hơi. Còn cái này là gì? Một cái túi mật không thấy là nguyên túi mật nó bị áp xe, nó gây ra áp xe khi nó xe này. Còn ông này nhìn trên TV, cái tôi không biết TV của chú ông là chỗ là TV hôm nay là một cái gọi là gì? Ông này ngồi trong một tối không có chuyện gì nên. Còn biết ông kia mình áp được chú ông nhìn thì nó đau, lớn cho nó đau, rồi khỏi được, nó có sốt không mấy ngày mà cái gì được hết. Còn ông này thì đọc lại cái đầu của người ta, không biết gì hết, thiếu thông tin. Hình ảnh thì giống nhau, chỉ khác nhau là gì các bạn nhé? Khác nhau là gì? Nó gọi là communication, là giao tiếp với bệnh nhân. Rồi, cái này là gì? Thôi, cảm ơn thầy. Cái đó là gì? Chưa ông nào thấy đúng không? Coi kỹ lại cái hình phía dưới này, thì khi mình thấy cái gì? Hay giống cái rụng. Mà nếu giống rụng thì bạn làm sao? Lại ngồi quay tay. Quan sát hồi không biết nhúc nhích gì hết. Vậy có chừng túi mật. Mà túi mật có thành gì kỳ vậy? Xung quanh có phản ứng mặt tối một cái gì mà nó tắt rồi. Ở đây thì là hơi, nhẹ hơi đi không ra. Hơi thì có một đường duy nhất đi từ đá tràn đi lên. Mà đá tràn không đi lên thì nào ra thì mò tới mò lui thấy cái chỗ nó không với cái rụng hay gọi là rò mật trùng, đúng không? Một số hình ảnh các bạn nhớ ngoại khoa nói mật trùng, cái này nó rò tự nhiên nó liên nhiễm hai cái dính lại, hai cái đây nó không nhau, nên hơi từ mật trùng nó đi qua, nên cái này gọi là rò mật trùng. Về đọc một bài rò mật trùng là gì? Bao nhiêu cách rò, rò như thế nào? Phải đọc lên, đúng chưa? Rất một bài mà. Các bạn cứ ngồi, các bạn có thể thích nốt thôi, các bạn về cái bạn mở ra, con thích. Mình thấy còn đọc nha. Chứ còn nhiều thứ mà các bạn giờ đến. Biết bao nhiêu còn các bạn lên xong rồi, thấy các bạn coi rồi, các bạn thấy Google được thông tin nhiều quá, cái nào nó không cách đọc, các bạn nói là tôi thích, đó là cách đọc. Chứ còn các bạn cứ gì, hẳn định lúc mấy ngang không thích ngủ, kêu dạy lúc tiếp. Này, đây là một cái rò này, đây là thông nối thì cái túi mật cái rò nó mở, cái này nó tự nhiên trong quá trình viêm nhiễm. Và quay về cái hình này, nhớ là hình mặt đúng ở đây, cái này kiếm nó không ở đây là một cái viên sỏi nó bùng, nó mềm, nó nằm lên không biết bạn bỏ nó lơ lên thì máu nó tới cái vùng thiểu này nó không thể đi ra hơn, chứng tỏ đây là bị sốc, đúng không? Viêm nhiễm là tăng thiếu máu, tại sao viêm nó sưng đỏ, mũi tích, tay mũi sưng lên, có nào mũi tích mình không? Nó nghe không? Nó sắp chết, thêm máu nó chết. Còn này viêm thì phải đỏ, trong trường hợp này máu không tới chứng tỏ là bị sốc. Diễn tả cái sốc của túi mật như sao? Đây là cái vùng thiểu đúng không? Đây là túi mật không thôi. Cái đấy túi mật,
đi sổ đi nghẹt đây nó phình to như một cái quay của mình ăn nhưng cái viên tạng nó đâu có giải ra được nên dừng lại nó viên sổ đỏ và cắt ra đây nghĩ đi là sống cứ mặt hình nằm cũng là do cái mặt khi nó căng quá nó cắt cái đường đi quay tay áo rồi mình cắt ra được hiểu không? Thì mình cắt ngang này tay sống thời gian rồi cái nhà bị sắc trong cơ thể mình cái gì sắc hả? Rồi điều kiện gì để sắc? Rồi, nó có sâu rất đơn giản về cơ chế của thân này. Thứ nhất, sắc là cái gì nó đang di động với sắc. Rồi, trong cơ thể cái gì di động? Cứ mà di động, nó không có sai. Nhưng mà khi sinh ngoài nó mừng quá thì nó càng dễ thôi. Thì thêm cái từ mừng quá nữa. Tại sao mừng quá? Tăng thể tích, tăng tổng lực. Phụ cưng, khi nào sắc thì có u, có nang thì nó sẽ sắc. Có nghĩa là nó không có tâm lượng được đó. Cái gì sắc nữa? Tinh hoàng. Tại sao tinh hoàng sắc? Thì nó không bự. Cái gì bự? Không phải tinh hoàng không mà nó đòi hỏi một khoảng không. Ở đây cái bụng nó có khoảng không. Cái đùi của mình nó có khoảng không. Bụng đứng làm gì? Thường theo sắc một chứng thể là mấy đứa trẻ đúng không? Nó bu nó chạy nhảy thì mình lật con dòng nó tuyết nó lắc lại sáng tinh hoàng cũng là mấy cái khác thôi. Cái ông này ông đâu không đi bộ nó cái tư thái tập sau cái sáng mấy đứa nhỏ chạy chạy cái là đi diễn nó có trên cần nhìn trên mạng đúng không lắc cái sáng tóm lại sống là phải di động sống là phải có trọng lực nên là có cái gì nó làm cái nặng lên được và cái thứ ba là có tác động cùng cái lực để có hai điều kiện mới đi lên đúng không? Thì cái này thì sống để cứ mặt trời nha anh kéo lại đây là cái lực này rồi một cái chủ đề này nó rất là hay nó là thành cứ mặt mấy bạn học cứ âm về mà ở cái thành cứ mặt chày viêm cứ mặt gặp một bác sĩ lâm sàng thấy cứ mặt chày viêm cứ mặt bà rồi viêm cứ mặt ai viêm hết thực sự nó viêm hay không thế nào được gọi là viêm cái mặt do không do vi trùng viêm hay cái nỗi không do sỏi mà do sỏi nhưng mà thì mình thực hành cái mặt dày rất nhiều nguyên nhân thứ nhất nguyên nhân sinh lý ăn vô để nó dày hoặc là mình cắt bát còn nguyên nhân nội tại còn nguyên nhân ngoại lai thế nào mà gọi nội tại có nghĩa là tự thành cái mặt nó có mình nguyên nhân ngoại lai là không phải cái mặt người mình chỗ khác thì mình làm thành cái mật sinh lên hiểu chưa? Như vậy duy nhiên sinh lý hay hỏi mình đang ăn chưa? Vì mình đang ăn rồi nhưng mà sợ cái đặc phẩm anh dám nói là chưa ăn nhưng cái giữa cái ăn rồi và cái chưa ăn gì vô là biết liền còn nguyên nhân nội tại người ta liên kết hàng loạt trong đó nguyên cái mật chỉ là một phần thôi nên làm ơn cái thành cái mật dày phải cái thành dày trong cái gì thành cái mật dày nhiều cao trước đây khoảng 10 năm bây giờ nó có vết lúc phẫu thuật rồi soi cho thành hơi vừa rồi chúng ta mới ra chúng ta nghĩ một ngày nào đó 10 điểm khác không còn cái mặt nữa khổ ghê lắm bây giờ là không dừng một ngày cái khổ chưa đến cái mặt cắt là vài 7 ca là hết rồi giờ hết rồi chưa ngủ ngủ luôn một ngày cũng biết tấn ca nghĩ tới một ngày nào mà không còn cái mật nữa nhưng sau khi một chỉ một phát triển thì người ta tự định hình cái nghề nó phát triển hiểu không nó phát triển toàn xã quá chứ rồi sau khi bảo tố người ta định hình là thì những cái gì ta cần làm thì nó hết thì cái mật dày vô cởi mổ khoái quá vô mổ vừa được cái mụn hoa chui vô gan sơ rồi đứng thành cái mật này trong cái sơ gan thì không được mổ. Tôi nhắc lại thành cứ mật dày tiếp vào cái bạn bắt đầu đi vào cái ảnh này vui lòng tình cái người liền em không cùng lắm em nhiều nó mô tả thành cứ mật này cho sơ gan thành cứ mật này cho kim tim thành cứ mật này dày cho viêm gan viêm cấp thành cứ mật dày này cho ung thư tuyến cái gì đó các bạn không làm cái gì đó thì các bạn quẳng qua lâm sàng
tăng đàn thì không biết làm thế nào, rồi đi với bạn lại sau cảnh kinh, rồi đúng cảnh kinh bất thành, đúng không? Nguyên nhân ngoại lai là đang cơ ngang miệng rượu vậy thì suy tim suy thận, khí ruột thừa trong bệnh cảnh nghe reo, khí ruột thừa thành cái mặt dày, nhưng cái oái âm ở chỗ ruột thừa và viêm phế quản tại gì? Phế quản thì dễ thấy ruột thừa khởi ôi, người vô thấy thành cái mặt dày, tà thì viêm phế quản, quay rút quên ra mất cái ruột thừa để bận cái chết, hiểu chưa? Mình là hướng tới cái gì mình dễ, cái nào khó cho khác hơn, khó lắm. Nên lưu ý trong bệnh cảnh nó làm cho mình phải có cái đầu, ha. Mình phải suy nghĩ cái này nên mà không nên. Trong tình huống này là ham nhưng vô đâu mà khổ gì, đâu thừa đâu phải lúc nào đâu có sự phải đúng không? Đâu chuẩn bị đâu này, thấy thành gầy, viên cái mặt, quên nó. Như vậy gián tiếp dấu hiệu gián tiếp của gì viêm ruột thừa là viêm cái mặt, thấy cái gì vậy? Thì đi là chú âm thôi. Hồi xưa học thì có một số bệnh lý đúng là gì để không biết, nhưng sau này về để biết là học lại từ cái học lại từ mấy em đã học cho mình học cái là gì. Ví dụ chú âm chẩn đoán không biết nghe đi thì kỳ này qua đi đầu đi. Bây giờ thì con thì nói rất nhiều hay không? Con nghĩ hay lắm. Còn ví dụ như hồi xưa học Mỹ là chỉ có là chỉ có kiểu gì mà hồi xưa học kia thì là chỉ có là áp áp sáng má, mà giờ tôi kinh nghiệm tây mình thì để cái đâu cũng sáng má đâu mà coi, hiểu không? Ví dụ như siêu ông nhung nhung đổ đó. Mình bây giờ Việt Nam mình thật là các bạn đi Ấn Độ như giả mang cái đứa nó coi như ổ chuột chịu bố cái bên lớp nó chịu mặt mà thấy dung nó bò nhất chích mà cái trình chiếu hội nghị quốc tế mà mấy vị sau khi nó trình chiếu xong chỉ qua cái cảnh quay cái hầu quý một ông dung cái sổ ra gì mà trước mà mình có bao giờ thế với bạn chưa từng chưa mong thấy muốn dung cho phục không? Chúng ta là không tưởng tượng đó. Dịch tễ mình ví dụ không ạ? Mình đi đi cái này nữa là mình giao lưu người ta như vậy đó. Cái gì cái sách vở không cái sách vở là gì hết. Rồi, qua lần này, bây giờ nói với viên chức. Đó, thành cái mặt dày, thành bên đâu? Thấy thành dày, thấy có hạt cùng lũ ke. Đúng không? Giống như khi sang nhân đến cái này, cái bạn có thể kết luận là gì? Khi cái một cách không do sỏi, các loại có từ không do sỏi nữa nè. Bố lý thứ mặt. Một bố lý, nhiều bố lý to, bố lý nhỏ. Khi nào bị mổ, giờ có khi nhà, giờ bắt đầu làm cho ăn rồi đó. Tự nhiên có bố lý, thấy đợi giờ vợ có vợ họ mổ cái chút bố lý này không con. Mổ không? Khi nào mổ? Ừ. Thấy mặt phải ghét đi mổ đi, mổ cái hàng bụi to trên một, mổ cái hàng bụi không có bụi kinh rộng, mổ cái hàng bụi có mặt bóng xuôi, mổ cái nào diễn biến bụi lít tôi theo dõi trên vòng 6 tháng là tăng nhanh quá, tới tôi có bao nhiêu đây mới 6 tháng thôi, hiểu không? Thì những tình huống đó thì nên mổ. Còn những tình huống khác thì cá nhân cho nghe cái này cũng trả về quy định ngoài ngoại khoa mình lên tôi không bỏ thế là mình nhận thắng được cái nào polyp này gọi là polyp tinh nhỏ này còn có những cái tinh lầm còn cái đa polyp thôi thì tôi đừng thế là mình nên quy tôi theo dõi từ khi nó quá nhiều nó như từ nho mình không biết cục nào ra cục nào để theo dõi tôi sợ quá mình hỏi hiểu không? Tay những vô lý như nhỏ. Rồi, cái này là gì? Thì coi bây giờ có cái tướng mặt không phải cái chiếc đầu. Có cái hai đầu mũi chuyện xong nữa. Học đi giới thiệu. Rồi, cái này đã bị bệnh gì? Cái mặt này bị gì? Khổ không? Thứ nhất, tạm thời chia ra trong khi tướng mặt hay ngang gì đó. Ngang đầu tiên thành mỏng đỏ bình thường,
nghe sau thành dày. Cái gì mà dày mà tương tư y bình dày thành trước thành sau cũng dày, thành trước có những thằng âm dày có đưa vào chỗ thành sau một cái âm dày cũng thật đủ. Cái gì mà y bình là tương gì nhau là tương, mình phải không khác. Thì trong tình huống này là nhìn thấy cái gì đây, cái này là thành bình thường, đây là thành bất thường, có một cái tiếng nổi này nữa. Các bạn coi qua thành bằng cách bây giờ cái khúc này là thành bình thường, tôi để hai cái bụng tên này tôi cắt ngang cho mấy bạn coi thấy nào, nó cưng tính không, y bình là cưng tính tiếng Anh, có nghĩa thành trước cũng dày, nguyên cái dòng này đều dày đều, cái gì mà dày đều là lành tính, nhìn nó lúc lớn nhưng lành tính. Đây là cung cơ tuyến adenomyomatosis, cung cơ tuyến trước mặt. Cung cơ tuyến trước mặt là mình biết lành tính, nhưng người ta đang sợ cung cơ tuyến trước mặt là chúng ta lọc hoặc là chó có tư cái này. Thế là cung cơ tuyến trước mặt. Đây, một cái bức mặt đầy cung cơ tuyến này, cái niêm mạc nó tăng sản rồi nó đóng lại, là nãy tôi nói cái ca này. Thì vô tình khi nó đóng lại đây thì ở đây khỏi không là biến hình, không có gì nhận hết. Thế trước mặt thành hai hai ngày không? Rồi về rõ lên mặt, cung cơ tuyến trước mặt là gì? Đối với lại là cái gì mà mình biết đó. Rồi tiếp tục, thành trước mặt dày trong những tình huống này có gì nguy hiểm không? Nếu không nguy hiểm thì kết luận được gì? Hình đầu tiên hai chữ S, free là tự do, fluid dịch tự do, có nghĩa là dịch thuật. Cái đầu tiên là thành trước mặt dày thì nó cái kiểu cái này trong bệnh lý suy tim, tại vì tĩnh mạch dưới IVC, tĩnh mạch dưới giãn tròn thì là thành túi mật này dày là do nguyên nhân ngoại lai, có nghĩa là túi mật không bị gì hết, do nguyên nhân duy tim nên làm cho thành túi mật dày. Bây giờ mình phải lưu ý, chứ đừng thấy thành túi mật dày cái túi mật trong khi đó bệnh lý nó không phải là túi mật, cái này là hậu quả của nguyên nhân duy tim. Rồi cái số hai, cái này SS free fluid trên túi mật, nhìn ngang xấu thành cái mật dày cũng dày những cái kiểu khác để chia đâu, thành cái mật dày trong nguyên nhân sơ gan, nhưng tất cả những cái dày này trong nguyên nhân ngoại lai là tổng đều hai bên thành cái mật dày thành trước thành sau thành dày hết chứ không có dày đột khúc. Nên cái này thấy thành dày những dày đột khúc, dày đột coi như ung thư tuyến giãn không đạt hoặc ung thư không thành cái được tuổi nha. Một bề mặt toàn thể, hai bề mặt không còn. Còn dưới này thành nước mặt dày, theo nguyên gì? Thấy nó dày, thấy cái lòng nước mặt nó khỏi một xíu rồi thì nó biết nó sao, đúng không? Nhưng rõ ràng cái dày đều lẫn trước giống như cái đỉnh cung, cái gạch cái đỉnh cung, đúng không? Đây cũng thì lớp lớp mỏng mỏng mỏng. Hình rõ hành của hành, của hành mình phải bớt o nhìn hành, o nhìn riêng hình cái đồng hình rõ hành. Đây là hai cái chỗ, một viên gan siêu vi cấp hoặc không có viên mà từ viên gan siêu vi cấp. Như vậy có bỏ không? Nào, cái này là cái siêu vi, các bạn nghĩ siêu vi hết thì cái thành nó hết dày, cái này viên tim hiểu bớt nhìn sơ gan, sơ vi sơ gan. Thôi nghĩ ha, tiến cử mời. À, như còn hai buổi nữa, hai buổi nữa là thứ hai từ từ sau đúng không? Thứ hai các bạn sau đúng không? Rồi, tại cô ấy có mấy buổi với các bạn thì cô ấy thì lại sẽ dùng gì có thể nâng từ chưa có tấm nào nên tất cứ hai tấm. Tôi nghĩ cái này tôi tổng kết tôi sẽ đưa bài lớp trưởng nha. Để cái phần gan tôi muốn tổng định thêm một số mấy cái mới các bạn. Tôi nghĩ